liên quan đến việc mở tờ khai xuất khẩu gạo lúc nửa đêm và chỉ sau vài ba tiếng, toàn bộ hạn ngạch 400.000 tấn gạo đã được đăng ký hết. Nhiều doanh nghiệp không thể xuất khẩu được gạo trong tháng 4, nghi ngờ có lợi ích nhóm và gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng Chính phủ. Chiều ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa cho biết, đơn vị này cũng đã đề nghị Chính phủ điều tra làm rõ việc là có hay không cá nhân tổ chức có liên quan có lợi ích nhóm trục lợi về chính sách xuất khẩu gạo trong thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Văn Cẩn cũng cho biết hệ thống hải quan sau khi đối chiếu các tờ khai xuất khẩu gạo của 40 doanh nghiệp đã đăng ký thành công cũng đã phát hiện trong đó có 4 doanh nghiệp được xuất khẩu hàng chục nghìn tấn gạo đợt này thuộc nhóm có tên trong danh sách trúng thầu bán gạo cho các cục dự trữ nhà nước nhưng đã hủy hợp đồng, trong đó có Tổng công ty Lương thực miền Bắc trúng thầu 4.500 tấn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài trúng 17.940 tấn. Hôm nay, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã kiến nghị nên cho phép dùng hạn ngạch xuất khẩu gạo tháng 5 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhất là các doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản vì gạo không xuất đi được, phải trả chi phí lưu kho tại cảng nhiều ngày và bị đối tác nước ngoài phạt vì không thực hiện được hợp đồng. Trước đó, ngày 15 tháng 4, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cũng có báo cáo gửi Thủ tướng nêu một số bất cập trong việc mở tờ khai hạn ngạch xuất khẩu. Trong đó, việc đăng ký tờ khai bất ngờ được triển khai lúc 0 giờ ngày Chủ nhật mà không có một thông tin chính thức nào trước đó, khiến các thương nhân hoàn toàn bị động. Một số thương nhân đã có tờ khai đăng ký hải quan sau thời điểm 0 giờ ngày 11 tháng 4, đã có số tờ khai và đã phân vào luồng đỏ. Nhưng đến ngày 13 tháng 4, kiểm tra trên hệ thống hải quan cập nhật lại thấy ngày đăng ký của các tờ khai này tự động bị lùi về thời điểm ngày 10 tháng 4. Vâng, việc xuất khẩu gạo không minh bạch, không ưu tiên các lô gạo đã xếp hàng dài chờ đợi ở các cảng đang khiến cho nhiều doanh nghiệp lao đao. Tại cảng Mỹ Thới của thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang, hiện đã có trên 20 tàu cùng với hàng trăm container gạo đã đóng hàng nhưng đành phải nằm lại do hết hạn ngạch xuất khẩu gạo. Điều đáng nói là doanh nghiệp đang phải đối diện với các khoản chi phí phát sinh, bồi thường hợp đồng lên tới là hàng triệu đô la khi mà tàu không thể xuất cảng. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Cảng Mỹ Thới, hàng trăm container và 20 tàu chở gạo đã đầy ắp hàng, nhưng do không được xuất cảng, phải nằm đây nhiều ngày qua. Dưới sông Hậu, nhiều tàu chở gạo đã nằm chờ từ giữa tháng 3 đến nay, nhưng không đi được. Đại diện Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định BD Food cho biết, doanh nghiệp này hiện có 2 tàu gạo đã đậu tại cảng Mỹ Thới từ 23 tháng 3 đến nay, đã có tờ khai hải quan xuất khẩu cho 9.700 tấn gạo đi Philippines. Thế nhưng, bất ngờ ngày 24 tháng 3 có lệnh dừng xuất khẩu gạo. Mỗi ngày, doanh nghiệp đang phải chi ra gần 200 triệu đồng bồi thường cho sản lan, tàu và container nằm chờ. Nếu mà chuyển sang tháng 5 xuất thì chắc chắn chất lượng hàng hóa trên các phương tiện nó sẽ giảm đi. Có thể là những lô hàng sẽ bị hư hỏng. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Thới, sau lệnh dừng xuất khẩu gạo của chính phủ, đã có 2 doanh nghiệp bị xóa 4 tờ khai hải quan trước đó. Hải quan Mỹ Thới đã có văn bản hỏi Tổng cục Hải quan vì sao xóa các tờ khai này nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Thay mặt trong ty cũng như một số doanh nghiệp khác, tha thiết là mong cho các cấp như Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ đạo cho Tổng cục Hải quan cố gắng cho thông quan, cho tiếp tục xuất các lô hàng đã đang nằm chờ tại cảng. Long An và An Giang là 2 địa phương đang vô cùng căng thẳng vì không được xuất khẩu gạo nếp. Tỉnh Long An có 24 doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Đợt mở tờ khai 0 giờ sáng ngày 12 tháng 4 vừa qua, Long An chỉ có 7 doanh nghiệp mở được tờ khai hải quan với 8.500 tấn gạo nếp. Nhiều doanh nghiệp đã đóng hàng tại cảng từ lâu nhưng vẫn chưa thể xuất đi. Công ty Dương Vũ hiện còn tồn đọng khoảng 30.000 tấn gạo nếp, trong đó có khoảng 13.000 tấn đã đóng vào container, chỉ chờ xuống tàu nhưng không mở được tờ khai. Doanh nghiệp bây giờ cũng không biết làm thế nào, kiến nghị mong cấp quan tâm để mà giúp doanh nghiệp tiêu thụ được cái này, nếu không có thì công ty cũng không thể phục hồi được và sẽ đi vào con đường phá sản. Toàn tỉnh Long An hiện có khoảng 65.000 hecta diện tích trồng lúa nếp thương phẩm, chiếm khoảng từ 30 đến 32% diện tích vụ đông xuân năm nay. Tỉnh này đang kiến nghị Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét tháo gỡ cho lượng gạo nếp sắp thu hoạch này do gạo nếp không phải hàng dự trữ quốc gia. Hiện nay cái lượng tồn kho là 55.000 tấn,
mà doanh nghiệp đã thu mua của người dân trong những cái chuỗi sản xuất thì hiện nay là trong kho có và đang đóng hàng đã có rồi, mà dịp không cho xuất thì ảnh hưởng rất lớn cho đến cái vấn đề mà thiệt hại của cái doanh nghiệp sản xuất thu mua nếp của Long An. Sở Công Thương Long An cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương nên tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp mua nếp ở Long An được xuất khẩu trong đợt này nhằm giải phóng toàn bộ sản lượng mà đã thu mua của người nông dân, đồng thời minh bạch trong việc mở tờ khai hạn ngạch trong tháng 5 tới, có tính đến thành tích xuất khẩu của doanh nghiệp trong 6 tháng trước đó một cách hợp lý.